Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Nguyễn Tất Thắng. Giờ thì Thắng đang ở trong nhà em Ước. Đấy. Hôm nay thì anh em Thắng có mổ con bò. Nhưng mà buổi sáng sớm nó lạnh, Thắng không đi được, thì cho Ước đi làm đó. Do dịch Covid ảnh hưởng nên là anh em Thắng chuyển cái lò về đây này. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, đang sấy rồi. Đó. Chuyển về dưới này sấy ở nhà em Ước nhé. Đấy, ở một bản tày làm ở dưới này trâu và thịt bò. Hôm nay thì thịt bò thì lấy ít lòng khèo mấy cả đuôi về là Thắng cố, và Thắng sẽ công bố cái số tiền mà làm trâu mấy ngày hôm qua, mấy ngày vừa rồi, trong cái thời gian một tuần vừa rồi là được bao nhiêu tiền. Và số tiền này thì Thắng sẽ cùng chuyển lên mấy cả cô Linh Trong ở trên Đán Dầu 2 đó. Và tiếp tục cái con bò này cũng vậy đấy. Và tiếp tục những con bò tiếp theo và con trâu tiếp theo thì nhà em Ước, gia đình em Ước sẽ tiếp quản cái vấn đề này, làm thịt trâu thịt bò ở đây đấy. Và số tiền tất cả thì cũng sẽ được cộng lại chuyển lên trên Đán Dầu 2 hết đó, trong cái chương trình xóa mái nhà tranh đấy. Đây là ngôi nhà của em Ước đấy, làm được làm ở đây đó. Thắng đang ở trên sàn đây. Đây là một phần của, bò đang được chuẩn bị ướp trộn đó. Rất là tươi và ngon, đỏ rừng rực đấy, ướp gia vị tí nữa thì sẽ trộn, Ước nó vừa đổ vào đấy. Còn đây là tim gan lòng mề gì đó. Thắng mới vào nên là buổi trưa Thắng mới vào được, nên là chưa biết là các em ấy nấu những cái món gì. Nhà sàn đẹp không? Của người Tày. Đó, bản người Tày nhá. Cây cau, ao, rồi là nếp nhà sàn. Nhà này rất là lớn. Đấy, cái nhà này cạnh nhà em Ước này. Rồi bây giờ thì Thắng sẽ vào trong nhà để xem cái danh sách của em Phang Phang lập và cái kết quả trong cái thời gian bán thịt trâu được lãi bao nhiêu tiền, để cho các bác biết được và chuyển lên sẽ cố gắng đạt được 2.400 tấm. Đấy, 2.400 tấm lợp nhá. Đấy, cho 12 hộ. Đó, mỗi hộ 200 tấm để chuyển lên. Đó. Đây là trong nhà. Đâu rồi? Phang mang cái danh sách ấy đây xem nào. Đây là Thắng công bố cái danh sách mà được các nhà hảo tâm, các khán giả xem kênh ủng hộ mua thịt trâu đó, cho nhóm anh em Nguyễn Tất Thắng để có hoàn thành được cái nhiệm vụ xóa nhà mái tranh trên Đán Dầu 2. Và tiếp tục con bò này cũng vậy đấy. Không cứ thịt bò và ấy nữa nhá, thịt trâu anh em Thắng vẫn song hành để làm cùng từ giờ đến Tết đó. Bác nào có thể mua, cứ mỗi một đơn hàng của các bác mua là được ủng hộ để giúp nhân dân Đán Dầu 2. Đấy, đây là biểu của em Phang Phang có lập. Đây là mua trâu này, con mua. Đây là con đầu tiên đúng không? Con đầu đợt 1 là mua con trâu này 30 triệu này. 30 triệu đúng xong không? Là mua móc sắt này, mua củi, mua mía, mua cái trả công cho anh Quản. To lên. Trả công cho anh Quản là 300.000 một ngày, 3 ngày sấy thì trả 900.000. Hạt rổi mắc khén là 550. Đấy, đóng gói hút chân không để chuyển đi cho các bác là 640.000. Cước hút chân không đây, đóng gói hút chân không thôi, bìa cắt tông mới hút chân không là 640.000. Còn cước vận chuyển 30 cân thịt này đi thì là 2.800.000. Tổng tất cả mà chi phí đợt 1 là 36.240.000 cho 30 cân thịt trâu. Con mua thịt trâu là mua hơn một tạ 30 triệu.
Đấy, thì đến lúc sấy thành phẩm là được 35 cân. Mình mua là hôm đấy là 30 triệu là được một tạ 0,8 cân. Đấy, được 35 cân thịt. 35 cân thịt để bán với giá là 1 triệu 100 nghìn thì được 38 triệu 500 nghìn. Đấy, thì là tổng là 35 cân đấy bán được 38 triệu 500 nghìn, trừ đi là cái chi phí là 36 triệu 240 nghìn thì còn lại là 2 triệu 260 nghìn, tổng lãi đợt 1 là 2 triệu 260 nghìn. Đấy, đợt 2 cũng thế, đợt 2 thì mua con trâu nó to hơn là 33 triệu. 33 triệu thì được 38 cân. Đấy, đây là cũng chi phí như trên. Đó, củi mía và trả công hột rồi bác khén là 39 triệu 600 860 nghìn. Đó. 860 nghìn, đây 860 nghìn. Và đến lúc mà bán ra được là 41 triệu 800 nghìn. 41 triệu 800 nghìn mà trừ đi cái chi phí là 39 triệu 860 nghìn là còn là 1 triệu 940 nghìn. Con này to hơn nhưng lãi ít hơn. Đấy. Và đợt cuối cùng là con thứ ba là mua con đấy là 31 triệu, là hơn một một tạ thịt. Đấy, là sau khi mà sấy thành phẩm thì được 36 cân khô. Đấy, được 36 cân khô. Được 36 cân khô nhân với giá 1 triệu 100 nghìn là được 39 triệu 600 nghìn, và trừ hết chi phí là mua trâu 31 triệu này, mua củi là 570 triệu để sấy này, và mía củi mía để sấy cho nó thơm là 300 nghìn, trả công anh quả là cũng 3 ngày sấy, một đợt là 3 ngày là 900 nghìn, hạt dổi mắc khén là 650 nghìn, và đóng gói hút chân không để đóng gói là bìa cắt tông ấy, với hút chân không ấy là 830 nghìn, cước vận chuyển của 31 cân này là 2 triệu 900 nghìn, tổng chi phí là hết 37 triệu 150 nghìn là chi phí của đợt 3. Cái 36 cân này bán với giá 1 triệu mốt là được 39 triệu 600 nghìn, và trừ đi cái công tất cả mọi thứ là 37 triệu 100 nghìn là được lãi 2 triệu 450 nghìn. Tổng 3 đợt, đợt 1 là lãi 2 triệu 260 nghìn, cộng với cả đợt thứ 2 là 1 triệu 940 nghìn, cộng với đợt 3 là 2 triệu 450 nghìn. Tổng 3 đợt là lãi được 6 triệu 650 nghìn là 3 đợt này. Rồi, được rồi. Đây là em phong phong là em giải thích đấy, để cho các bác nắm được trong cái đợt vừa rồi. Đây, bây giờ Thắng cũng tổng quan qua lại cho các bạn biết. Đây là cái số tiền mà làm 3 đợt. Đấy, tổng là lãi của Dương ra ấy, trừ chi phí nhân công rồi là các thứ ấy là 2 triệu 260 nghìn. Con thứ ba là lãi được 1 triệu 940 nghìn trừ chi phí nhân công. Con thứ hai là lãi 1 triệu 940 nghìn. Con thứ ba là lãi 2 triệu 450 nghìn. Đó, tổng 3 đợt là 6 triệu 660 nghìn. Đó, có cộng và có bảng chi phí nhân công rồi là làm anh em phải chi trả. Đó, là tất tần tật cái số tiền mà anh em Thắng đấy là công khai ở trên này, các bác biết là mua trâu giá bao nhiêu như nào và làm như nào. Đấy, đến bò cũng vậy đấy, và trâu tiếp cũng vẫn mai ngày kia lại sấy tiếp con trâu nữa thì cũng vậy, sẽ thông báo cho các bác biết ở trên đó và cập nhật là tổng anh em Thắng mua mấy con trâu và làm như thế nào, ra làm sao thì sẽ quay lại hết cho các bác biết được đó. Số tiền này là 6 triệu này thì phèn phèn tí nữa nhập thêm một bảng cho đán dầu 2. Đán dầu 2 là đã nhận được 33 triệu 800 nghìn của cô Linh Trong. Đó, và cộng thêm cái số tiền này là 6 triệu 660 nghìn. Nhập một cái bảng nữa là cho đán dầu 2. Và cô Linh Trong cũng có chuyển tiền cho Thắng là để mua một con lợn để cho nhân dân đán dầu 2. Hôm nào sẽ có một chuyến tổng lực vận chuyển tấm lợp đấy chuyển lên đán dầu 2, và cô Tâm Như có chuyển cho Thắng là sẽ chuyển, hiện cô nói đã chuyển nhưng mà Thắng vẫn chưa nhận được. Ở trên đán dầu 2 là có 12 hộ đó, để lợp mái này thì là mỗi nhà sẽ nhận được 1 triệu đấy, từ cô Tâm Như, nhưng phải hôm nào lợp thì Thắng mới đưa tiền. Đấy, nhà nào hôm nào đến hôm nào cứ lập là
vận chuyển được lên là Thắng sẽ đưa tiền đó. Đấy, cho mỗi hộ lại là 1 triệu. Đấy, là tổng Thắng sẽ nhận của cô Tâm Như là 12 triệu. Đấy. Nếu Thắng nhận được tiền thì Thắng sẽ thông báo và bắn lên màn hình. Còn nếu trong video này mà hôm nay Thắng quay là Thắng chưa nhận được. Nếu quay mà có bắn lên màn hình rồi là Thắng đã nhận. Đó. Nhận được tiền để cô Tâm Như biết. Cô Linh Trong thì đã có chuyển tiền. Đấy, như nào thì Thắng sẽ bắn lên màn hình để cho các bác biết rõ ràng. Đấy, còn số tiền tiếp tục là lần trước có bác hỏi bò ấy, thì hôm nay thì bắt đầu là anh em Thắng khởi động làm con bò. Đấy, bắt đầu làm thịt bò. Đấy, thịt bò thì có thể họ nói rằng là hao hơn là thịt trâu, nhưng cái giá bán khả năng là anh em Thắng vẫn đang tiếp tục là duy trì bán giá 1,1 triệu bao ship toàn quốc. Đáng nhẽ là Thắng bán được thịt trâu nhiều hơn. Tại sao mới bán được có bằng ngày đơn? Lý do là do ở trong miền Nam đợt đầu là rất nhiều bác ở Bình Dương, rồi là Tây Nguyên, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, rồi là các tỉnh miền Tây gọi điện cho Tất Thắng để đặt hàng, mấy cả em veng veng để đặt hàng, nhưng không thể mua gửi được. Lý do là bên giao hàng họ không giao cái mặt hàng này đó cho các tỉnh phía Nam. Đấy, mỗi Sài Gòn là vừa mới gần đây thôi là mới gửi được cho một số bác thôi, còn đâu là họ đặc biệt là họ không nhận, nên là không hiểu là lý do như nào, rất là tiếc. Nên là mong rằng là nếu họ có thể nhận được, đặc biệt là các bác ở Bình Dương có rất nhiều người đến, phải đến mấy chục các bác ấy đều nói là ăn thịt trâu giúp cho bà con nhân dân có tấm lợp tấm nghiếc, nhưng mà tiếc quá là không được. Trộn gà ướp này đảo gia vị à? Đảo gia vị nhá. Một dép à? Đi chân đất rồi đây à? Vâng, đây sạch mà anh. Trên sàn này sạch mà. Nên này sàn này sạch á? Vâng. Dù qua nó mình lấy thôi. Mỗi lần về làm ướp này. Bây giờ thì ở đây, về đây thì cái công trông chiếc này sẽ chuyển lại cho bố của em ướp. Đấy nhá, làm trên kia thì cho Quả và đội anh em Lũng Cáng. Đấy, tiền về đây thì sẽ trả tiền củi, tiền lấy lại cho mẹ của em ước. Đấy, mẹ của em ước và mấy cả bố của em ước sẽ ở đây giúp trông hộ. Đấy, nên là cái số tiền này sẽ được trả lại cho gia đình em ước nhé. Đấy, để cho các bác biết được. Đấy. Em cho con này hôm nay là được bao cân, tổng bao cân? Hơn 80 cân. Hơn 80 cân. Bò thường nó mổ một con ra ít hơn trâu đúng không? Vâng. Bò, đi hơn. Đi được sớm quay không? Mổ không? Có mà, em đi cùng anh ấy mà. Yeah. Nhờ một người anh với một bạn nữa. Ừ. Rồi về sau là cái ấy là bán hết. Rồi. Bán cả đầu chân ấy, tay đầu sỏ là bán hết. Còn lâu là xương sườn là bán lại cho anh đấy luôn. Nên lòng phèo này tí mới thả vào luôn à? Vâng, tí làm thằng cố à? Đuôi thôi. Vâng. Làm đuôi, mình lấy đuôi à? Em lấy một cái đuôi thôi. Ừ. Cái đầu thì bán rồi, mai em bảo xem các nhập bán được từng nào, khác bảo xem em nhập vào. Ừ. Đấy, bò đây nhá các bạn nhá. Đây, sách cầm một miếng bò lên cho anh chờ. Đây. Đó. Bò đây. Sáng nay vợ em với em gái hộ Em gái của em ước sẽ tiếp quản hộ em ước nữa, với mấy cả gia đình em ước. Đấy, các bác biết được rằng là hai chị em nó mới cả đội em ước với em phêng phêng sáng nay ở nhà làm. Đó, đây này, miếng to bạn. Rất là ngon đấy. Kích thích dân nhậu lắm nhá. Món này mà nói thật các bạn là Tết nhất hoặc là ngồi uống bia. Bia thì quên sầu luôn. Nhức nách. Đấy các bạn thấy là Thắng ngồi đây mà đã ngửi cái mùi này thôi đã biết là bò rồi. Đấy. Bò. Gia vị của nó rất là thơm. Đặc biệt. Em nấu cái đuôi cái đuôi nó ấy. Đấy, quanh đây ao cá ao riếc sướng không? Bản này đẹp lắm. Ăn thế không? Không. Chua hay ngọt? Thế ngọt. Ngọt thì tí nữa làm miếng. Chua thì sợ lắm. Mềm, mềm.
Đây, đuôi bò đây. Có lấy cái đũa xem nào mềm cho em rồi. Quả thảo kiếp đây. Em thử không xem mềm chưa? Cho thêm nước vào không thì cạn không? Đấy. Không được rồi. Đây, mềm chưa? Đuôi đấy ninh lâu phết rồi đấy. Đây là em gái của ước nhá. Đấy. Chưa có người yêu. Chưa gì hết. Chưa gì nhá. Ai có gì thì... Ai muốn có gì thì liên hệ với ước. Chưa gì gì hết. Cứ gọi điện vào số của em ước thì gặp ngay em gái của ước nhá. Đấy. Thôi mình múc sang bên này đi. Em múc lên cho anh. Đây. Em múc đảo đảo ấy thế anh. Hả? Đấy. Đây một em gái của ước nữa nhá. Đấy. Em gái thứ hai. Em gái nuôi. Nuôi. Ôi chị nghĩ là ít nước ấy. Không múc được vào đây. Thế đây đây ấy đây. Đây múc vào đây. Đây con đuôi bò đấy nhá. Thì nó sẽ giòn ngon. Đúng với cả thảo quả nhá. Thằng bố ấy. Ui ngon. Đấy. Gái tày nấu cơm nhá. Đấy. Tuyệt vọng luôn đấy. Các bác liên hệ mà ước không nó nghe máy là hai em gái của nó nghe máy đấy. Còn phe này không có em gái, chỉ có anh trai thôi. Đấy, mỗi ước rồi có em gái. Đấy. Thắng thì có em trai. Đấy. Ui thích nhá. Nhức nách chưa? Đuôi bò. Giòn lắm đấy. Thảo quả đen đen như quả thảo quả thơm. Nức lưỡi. Đấy. Đây này tí rúng rau. Làm tí bắp nữa rúng. Ngon lắm. Bánh xe nhỉ. Đổ vô đây. Đổ kiểu đấy được không? Đổ một tí được mà. Ấy à. Đấy nó quen rồi mà. Công nghệ cao ạ. Đun bếp củi quen rồi. Họ. Đúng bài đấy. Rồi, mang vào. Đấy, đây là bắp bò nhá. Dập hương lại cho nó thơm anh. Ừ. Nhúng ra là ăn luôn được. Bò tươi. Một cái đuôi to này cơ mà. Đuôi này 2 cân tư này. Ừ. Nguyên cái đuôi rồi. Ừ. Thảo quả. Anh tưởng là 2 cân 4. 2 cân bò. Khấu đuôi đây. Khấu đuôi. Khấu đuôi. Ôi trời, nhức nách nhỉ. Muôi thủ. Tí là món cái nhúng món này. Lấy cái muôi thủ anh. Đây này, cái bắp này nhá. Thịt nó còn giật giật đi. Rồi. Tê lưỡi luôn. Gạo nước nó sôi đúng phát. Cái này các bác biết nhá, là tất cả anh em Thắng là làm đều có quy trình và học hỏi rất nhiều đấy. Hơn mẻ một rất nhiều các bác ạ. Nếu tầm này sang năm nữa thì khỏi phải bàn, có thể truyền nghề truyền dạy cho rất nhiều người nhá.
còn rất nhiều dự định nữa nhé, qua Tết các bác sẽ xem được những cái dự định. Tôi thì Thắng thì không nói những cái dự định đấy, sợ nói trước bước không qua, nhưng mà rồi các bác sẽ xem được anh em Thắng làm những cái gì, dự định như thế nào đấy, có phương hướng, có địa chỉ đàng hoàng để anh em làm cho bà con đều được hưởng lợi đấy. Và chính từ những cái nhà hảo tâm ủng hộ về và lấy cái đó để phát triển ra đấy. Chứ còn các bác biết là cũng không thể là đi kêu gọi mãi suốt được đó, phải làm những cái gì mà từ bàn tay mình, bàn tay bà con làm ra để giúp bà con đấy. Chứ ai mà suốt ngày có thể là đi kêu, đi khóc được suốt được, không ai thì có thể làm đấy được đấy. Trong một suốt quá trình 2 năm qua rồi đó, không phải lúc nào cũng thể là quay lên rồi là kêu gọi, video nào cũng quay lên để kêu gọi được suốt được đấy. Nên là cũng phải có một cái nguồn mà khi mình làm ra được và mình mang lại tiền, cái số tiền đó để đi giúp luôn bà con đấy, cũng là một cái phần mà khi các nhà hảo tâm, các khán giả xem video là mua được những cái mặt hàng của bà con, rồi là lấy cái tiền đó để chúng ta đi làm thiện nguyện đấy. Và những cái người mà đi làm những cái món ăn rồi là làm những cái thực phẩm này cũng đều được trả tiền đó, để cho các bác biết được. Đó, anh em Thắng sẽ vươn đi rất là xa nữa đấy. Sau này các bác có thể là hàng tuần các bác có thể gặp được các diễn viên, rồi là những cái người xuất hiện trong video của anh em Tất Thắng đấy. Có thể là tại Hà Nội hoặc là có thể tại một cái tỉnh nào đó đấy. Ví dụ như em gái của Ước kia chẳng hạn, có thể sau này các bác thích gặp ở Hà Nội có thể gặp được đấy, hoặc là gặp Ước ở Hà Nội, hoặc là gặp em Phen Phen, hay gặp ví dụ như mẹ của Ước cũng được, hoặc là rất nhiều người nữa, em Báo, em Điếc, rồi em Trần, em Sự, bạn Sự, anh Vàng, trưởng thôn Quả, trưởng thôn Xì, anh Hồng đấy, thậm chí là cả ông Ngài cũng có thể đi được đấy. Còn đây là đuôi bò đây, sụp sụp kìa. Còn cái gì nữa nhỉ? Hết rồi, đợi mọi người. Đợi mọi người thôi. Bố vừa Ước có về không? Đi giúp bố à? Em ăn cơm nhà anh Đào Hoa này. Đào Hoa 7 vợ. Đấy. Anh Đào Hoa là cũng là buổi tối là cũng sẽ cùng với cả em Ước, với cả gia đình em Ước là chơi và trông thịt luôn. Đấy. Món bắp nhúng này cực kỳ ngon. Ngọt lư luôn. Thế sợ ngọt quá. Ngọt lắm. Phải cho thêm muối vào cho bớt ngọt đi. Đây anh thử chưa? Chưa thử nước đâu. Anh thử nước em ạ. Đấy em cũng chưa thử đâu. Ngửi mùi đã thấy ngọt rồi. À Thuấn ơi, lấy cái muối thử ra đây. Đây là thử nhá, thử. Đây. Ây da, ngọt lắm, nhưng mà hơi nhạt tao. Nhưng mà thôi nhạt thì để tí nữa ai cho thêm gia vị vào. Đây có nước chấm đây không? Ai dúng thì chấm. Ước là còn có hai chị gái nữa nhá. Nhà có 4 anh chị em. Hai chị gái của em Ước là lấy chồng là tận ở khu vực chỗ nhà em Sùng, em Tài cơ. Đấy, mạn trên đấy nhờ Xí Mần đấy. À, còn xa hơn nhờ. Vâng, xa lại đi qua đấy. Nhà Ước là có một mình Ước là con trai thôi đấy. Cho vào đi, cho vào được rồi. Nhưng mà mẹ em ăn được thịt bò không? Có à. Bà chú kia ngồi đây chú. Ngồi, ăn cơm chú ơi. À, hải xóm nhà em Ước tái đấy các bạn, tái rồi mà mã có từ bên đấy ra, cái đợt đấy ra cậu đào đây rồi, tái rồi đấy, được rồi. Đủ thế rồi à? Thế thôi, đổ nước vào trong quán này đi, đổ vào đây đi, lấy một búng nước vào nữa, một cái nước thôi, thế chảo cái kia đấy nữa
nữa vào. Rồi sợ không chín đấy. Chín nữa. Hả? Cho gừng vào. Ăn bò tái à? Ờ cho gừng vào. Bò tái thôi. Cho gừng vào, cho gừng vào. Thôi thôi thôi, không cho gừng nữa, thế thôi. Đây em dúng cho mẹ em đi, em dúng cho mẹ em đi. Dúng cho chín vào. Rồi người già thì phải chín mà. Đây là bắp bò các bạn. Nghĩa phải là gầu ấy, cái gầu mới giòn. Nhờ. Này gầu biết các kiểu bán hết. Họ lấy hết. Đặt hết từ hôm qua kìa. Ừ. Nhà có việc người ta lấy đi. Ăn cơm chú ơi, ngồi ăn cơm chú. Cái này gia vị này, nước chấm này đâu, có phải không em không anh? Cho một ít. Cho gì? Hả? Anh thằng nếm chưa? Vừa chưa? Vừa rồi, vừa rồi. Ai ăn nhạt, ăn mặn thì chấm thêm thôi. Căng ấy, nhờ, hơi đỏ đỏ. Ăn này càng ngọt. Ngọt lắm. Đây đuôi. Rồi, ok. Chú lại ăn ở nhà kìa. Ăn nhà. Vâng vâng. Thế cháu mời chú nhá. Chú ở trên hàng xóm. Hàng xóm à? Bác ấy. Bác à? À. Dùng đi anh ơi. Vâng, rồi rồi. Rồi mời các bác, mời bạn, mời cô nhá. Cho cô nhá. À, mời. Thử miếng này anh thắng. À. Bánh xe. Thôi được rồi, ăn đi, anh em ăn đi. À, mời chị mời. Mời các bác nhá. Đợi em đứng sau. Chị ăn đi, chị nhúng đi. Đây, đây bò đây này. Ừ. Mềm mát. Ngon đấy. Ngon đấy.